Lời đầu tiên em xin chào quý khách hàng. Hôm nay là năm Tân Sửu 2021 ha. Đây là trước mắt là cái không khí của cái showroom xe Isuzu. Bên em xe thì hiện tại là em đang quay cho khách hàng một con demo bên xe em. Con demo này là 2019, nhưng mà cái lô 2019 là bên em đã hết rồi nha. Hiện tại là chuẩn bị về một cái lô mới là mang số khô khung số máy 2020, nhưng mà giờ cũng là một cái form của 2021 nha. Dạ, số khung số máy là 2020, tại vì xe Isuzu là luôn luôn về sau một đời. Cái phần mới nhất ở đây cái form là tụi em mới về là cái form á, xe là vừa số sàn, bản mã ở ngoài số sàn nhưng mà bên trong là số tự động ha. Nó dao động tầm khoảng 850 khi mà nhập về Việt Nam á, tháng 4 rồi bên em nhập về rồi đó. Dạ, đây bên em á còn bán chiếc Isuzu xe tải, đa số xe tải nha. Hiện tại là bên em đang bán xe tải thôi, chứ xe như bán tải thì phải tháng 4 mới về, còn xe mua ít cũng phải tháng 4. Về ở đây thì giá hiện tại ở các showroom người ta đang nhận cọc, nhưng mà bên em thì hiện tại là chưa có một cái giá chính xác, cho nên bên em sẽ chưa có nhận cọc của mình ha. Đây là con xe của khách hàng ở lại làm bảo hiểm nè, họ ăn Tết xong cái giờ ở lại để họ làm bảo hiểm. Đây chỉ có xài trì xước sơ thôi. Đây là cái bảng cầu nâng cho bên em nè, đầy đủ hết, xe đầy đủ. Mình tiếp theo đi qua cái phần bên công ty em ha, sơn của mình ha. Phần sơn này thì bên em làm đúng quy trình của hãng Isuzu theo nhà máy khuyến khích. Đây là những xe đang làm bảo hiểm nè, chạy xước sơ thôi. Dạ, đây cái quy trình bên em đó, khi mà bên em làm xong là phải dọn dẹp sạch sẽ cái showroom, xe gọn gàng ngăn nắp để cho quý khách hàng khi mà bước vô showroom bên em. Đây là có con xe Ford Ranger mà cũng đời cũ ha, bên em cũng nhận làm đánh bát, cũng gọi là của xe ngoài luôn. Dạ, đây là cái khu viên bên em làm để rửa xe. Khi mà bên em làm xe cho khách bảo dưỡng xong tất cả các quy trình là bên em là làm rửa xe cho khách hàng, giao cho khách hàng xe một cách hoàn thiện nhất, sạch sẽ ha. Đây còn có con Nissan Navara nè, đang làm sơn lại cái cản cho bên cho họ nè. Đây khách vô làm bảo hiểm, đây là cái quy trình sơn nè. Đó, bây giờ cái này là chưa có hoàn thiện ha, khi mà bên em hoàn thiện cho khách hàng thì xong xuôi hết một cách xe thì khách hàng hoàn thiện hoàn chỉnh. Đây ha, đây là cái phòng sơn bên em nè. Dạ, đây phòng sơn khách hàng coi ha, phòng sơn của hãng theo của nhà máy chỉ định ha. Đây rồi, đây là cái phòng dịch vụ mà để cái khách hàng cố vấn dịch vụ nè, kế toán nè và thư ký ha, thu tiền bên em. Đây là cái những cái sản phẩm mà bên em tư vấn cho khách hàng ha. Đây, đây là cái khuôn viên dành cho mấy bạn sale bên Isuzu. Cái này là mấy bạn sale sẽ ngồi đây để tư vấn cho quý khách hàng ha. Mùa Tết mà dạ cũng hơi vắng, cho nên cũng mấy bạn cũng buồn, cho nên cũng chơi vui vẻ chút tí. Dạ, cái không khí đây ha. Dạ, đây thôi, đầu xuân em cũng chúc cho quý khách hàng luôn luôn khỏe mạnh, giàu sức khỏe, tấn tài tấn lộc, tấn bình an, vui vẻ hơn ha, làm ăn phát đạt và hồng phát hơn ha. Rồi em kết thúc video tại đây ha.